Rồi, Ba Mập xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ mình đang đứng ngay chỗ Lê Dẫn đây. Buổi nay là buổi trưa ngày chủ nhật nha. Thì mình sẽ dạo quanh một vòng thành phố, mời cô chú các bạn cùng bắt phố với mình nha. Bây giờ mình quẹo qua đây là đường ngay đây là công trường công xã Paris quanh nhà thờ Đức Bà. Đây là chạy xung quanh nhà thờ Đức Bà. Wow, nay là ngày gì mà đông dữ vậy ta? Nay ngày gì đâu á? Bên kia là đường Đồng Khởi, đây đường dọc theo này đường Nguyễn Du. Về qua đây là lại tiếp tục công trường công xã Paris. Lễ hội du lịch lễ hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Giờ tình hình đi xuống quá, giờ tổ chức lễ hội để kéo lại mà không biết kéo nổi không. Bên đây phải đây có cái đường sắt đang tổ chức, đó là ngay bưu điện thành phố. Bên đây là đường sắt thành phố Hồ Chí Minh. Thì vô đó chủ yếu quán cà phê rồi thôi cái gì đó. Bên kia không khí Noel đã không? Đó, để mình là ra để mình quẹo phải đi, cái mình quẹo tay trái lại ha. Đây là Lê Dưỡng đây, không khí Noel bắt đầu nhen nhóm ở trung tâm ở đây. Đây là ngay Diamond Plaza, tòa nhà Diamond Plaza. Và những chú tuần lộc đẹp ha, hai cây thông trước cửa, còn xung quanh cái tường này làm giống như cái màu thảm xanh của cỏ. Có cái do đó là giống gì tuyết, rồi người tuyết quá, người tuyết nữa kìa. Chụp hình đồ thanh mấy em nhỏ với thanh niên nam nữ đồ đi đó, đây chụp hình nhiều rồi, check in cái không khí Noel đã bắt đầu khởi sắc ở thành phố Hồ Chí Minh rồi đây. Đông quá, giờ này trưa chứ bộ, giờ này 11 12 giờ trưa rồi mà đông ghê đúng không? Rồi giờ mình quẹo qua đường, đây là đường Phạm Ngọc Thạch đây. Phạm Ngọc Thạch. Bên tay trái lại đó là Center Road. Xe hơi tự nhiên để luôn, chạy đổ đi xăng dư kìa. Đây phải là đường Nguyễn Quang Chim. Còn đây là nhà văn hóa thanh niên. Hôm nay không có tổ chức, nhà văn hóa thanh niên không có tổ chức cái gì hết trơn. Ủa là trong đó gì đông mà gửi xe trong đó, hay là gửi xe gửi xe đi bên kia đi chơi. Gửi xe đi chụp hình. Thì bởi tưởng đâu vậy. Đó là ngày nào nó cũng mở sao á. Ở đây là đường ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai. Quẹo tay phải thì mình đi ra Hàng Xanh. Quẹo trái không được. Trời, ngay góc luôn rồi, Nguyễn Thị Minh Khai với Phạm Ngọc Thạch đây, ngay góc rồi. Trời ơi, cho thuê nhà nguyên căn luôn. Kinh tế thì Sài Gòn ngay thời điểm này gần cuối năm mà cái độ khởi sắc nó không có nhiều, như là chưa có đâu. Nó cần một cái cú hít để mà khởi sắc lại cho kinh tế, mà không biết cái cú hít đó khi nào tới đây. Chứ để bây giờ thành phố gì đâu mà vẫn chìm trong là
dẹp tiệm phá sản đóng cửa. Ở đây là hồ con rùa nha, mà mình tìm đây không có rùa đâu trơn, nước cạn ngách luôn rồi. Không biết nước hồi xưa nó có sâu hay không mà bây giờ nước đây bây giờ nó cạn ngách rồi. Rút nước khô luôn rồi, không có, chắc cải tạo lại quá. Ừ thì nó có nước thôi. Hồ con rùa. Ủa, giờ này tòa nhà con văn phòng giờ đang khởi động lại. À, chủ nhật họ cũng làm luôn á, đóng cọc cạch. Thôi giờ mình quẹo qua gõ văn tầng đi ha. Bên tay trái là công ty điện lực Sài Gòn. Rồi mấy em nhỏ này đi chơi đi học gì về đây không biết. Bắt đi bộ. Bên tay trái là tòa nhà Sawako. Bên tay phải là Trần Quốc Thảo trường. Đây là ngã tư Bách Tơ. Quẹo tay phải Bách Tơ thì mình đi về sân bay luôn. Tân Bình sân bay. Rồi cái tòa nhà bên kia Phát Đạt, của Phát Đạt hả? Gót tiền vô quá trời luôn mà mấy dự án Phát Đạt nó vẫn chưa khởi động được, không biết khi nào mới khởi động được. Chắc đợi thị trường ấm dần lên quá. Chứ giờ đầu tư vô tiền đóng đó bỏ đó cũng chết. Đầu tư thêm nữa cũng chết. Bây giờ thôi để đó đi. Sân khấu kịch 5B. Bên tay trái sân khấu kịch 5B. À, trước mặt chúng ta là năm kỳ khởi nghĩa nha. Quẹo tay trái là vô Dinh Độc Lập đó. À, đi vô trung tâm Sài Gòn luôn. Bên tay phải là Victory Hotel. Mấy nay ngày gì mà trời ơi. Ở đây cả nhà ở đây mình leo lên lề mà quay ra cả nhà cùng xem thôi. Một cái mặt bằng lúc trước là nó là cái nhà hàng rạng biển 7. Bây giờ là thua luôn rồi, bỏ chạy rồi, rạng biển 7 bỏ chạy rồi, chịu không nổi. Rồi rồi cả nhà thấy không, cái tình hình Sài Gòn nó ngay thời điểm này nó là như thế. Thì này nó là như thế đó. Kinh tế không biết khi nào nó mới tạo thành một cú hít đi. Nhiều người nói là mình đi khóc mướn, khóc thuê cho những cái người cho thuê mặt bằng, không phải đâu. Ôi giờ đèn xe đèn đỏ rồi hả? À, trước mặt chúng ta là ngã tư Lê Quý Đôn. Lê Quý Đôn này, đường nhỏ xíu mà đường hai chiều, chứ đường Sài Gòn quận 1, quận 3 đa số đường một chiều không. Tự nhiên sao đường Lê Quý Đôn này nó lại là đường một chiều không biết. À, mấy người bán dạo ở lề đường. Cái kia là chắc bảo tàng lịch sử chiến tranh gì đó. À, máy bay quá trời luôn à. Wow, bảo tàng chứng tích chiến tranh. Cái bảng chà bá này không thấy. Trời nay khách lên quá trời luôn ha. Hy vọng là từ đây tới cuối năm cái lượng khách lên để cho nền kinh tế nó vực dậy, chứ không là mệt mỏi luôn đó cả nhà ơi. Rất là kỳ vọng vào đây tới cuối năm mà không biết là nó vực được tới đâu thôi. Ở bên tay trái hai căn liên tiếp luôn nè. Ở bên tay trái đây hai căn liên tiếp nữa nè, đằng kia một căn nữa đây, ba căn luôn. Đây là bên tay phải là đường Trần Quốc Thảo, ba căn liên tiếp luôn cả nhà. Thì rất là kỳ vọng vào thành phố Hồ Chí Minh từ đây tới cuối năm lượng khách du lịch đổ dồn về để mà cái nó kéo giật dậy nền kinh tế. Nhưng mà không biết có giật nổi hay không. Du lịch Hòa Bình, bên tay phải là du lịch Hòa Bình. Ở trước mặt chúng ta là đường Trương Định rồi.
Võ Văn Tần, Trương Định. Trương Định là quẹo phải thì mình đi ra Rạch Bùng Binh, đi ra Trường Sa, Hoàng Sa, gần ra Sài Gòn luôn. Bên phải đây nó dán vô nguyên cái này để cho thuê đây mà không biết. Quá trời luôn nè. Bên đây phải đây. Nói chung là du lịch, dịch vụ rồi mọi thứ rồi nữa chứ, nhưng mà tiền của người dân bây giờ họ vẫn còn đang rất là sợ, hoang mang, chưa dám bung ra để mua sắm. Thứ nhất là khó khăn, thứ hai nữa là chưa dám bung. Đợt vừa rồi mà nghĩ sao tiền gửi ngân hàng mà SCB mà bà Trương Mỹ Lan bà rút ruột của ngân hàng tính ra 300 mấy chục ngàn tỷ, mà tính ra là bà nguyên hết luôn là bà lừa đảo chúng đoạt tài sản nào gần 1 triệu tỷ. Trời ơi, tay phải đây có một căn nữa đây, bự chà bá luôn. Bún chả Hồ Gươm, lúc trước là bún chả Hồ Gươm mà bây giờ là chịu không nổi luôn. Bởi bây giờ kinh tế vừa suy thoái, khó khăn việc làm mọi thứ rồi, bây giờ chưa dám bung, giờ còn phải giữ lại nữa. Bất động sản thì đang lao dốc nữa, phải nhiều người thì bây giờ là chờ thời thôi. Trước mặt chúng ta là đường Cách Mạng Tháng 8 nè, quẹo tay phải Cách Mạng Tháng 8 á, thì mình đi về ngay ngã 6, mình đi thẳng lên Mỹ Hiền rồi luôn. Rồi bên kia cái đầu đường ngay gần góc một căn cho thuê nữa rồi. Còn mà quẹo trải qua Hạng 8 á, thì mình đi ra chợ Cộng Lạnh, Cộng Muối. Rồi dán này dán giấy mới to luôn á. Cho thuê mặt bằng đây. Rồi kế bên đây một căn nữa luôn. Cái bên đây căn này luôn, căn này thì dán lâu rồi, căn này tính ra 1, 2, 3, 4 tầng, căn nào cũng 3, 4 tầng hết. Còn bên tay phải này chắc đổi chủ rồi đây, sơn phết đổi chủ rồi. Rồi đằng kia một căn nữa kìa cả nhà ơi. Rồi đường Võ Văn Tần tính ra hồi nãy giờ quá nhiều rồi chứ. Những mặt bằng nào mà của các nhà nước rồi bảo tàng rồi nào ấy chứ, còn ấy thì quá trời luôn đó. Bên này nữa nè, Paris Siêu. Rồi ngân hàng Quốc Dân nè, NCB nè. Rồi bây giờ không biết thấy che che lại, không biết có sửa chữa là không biết mà có cho thuê được hay không biết. Giờ mấy ngân hàng giờ hết bảo hiểm, ngân hàng giờ sợ lắm, bởi giờ nhiều khi không biết có thì sao luôn. Rồi bên kia cho nè, hai căn liên tiếp luôn á, Little Now, Giga, điện thông minh mắc con hả, mắc hôm thôi, điện thông minh. Bên tay phải này đây, bên phải cũng cho thuê nữa đây, quá trời luôn. Không biết Tết này kiểu này, Tết này là thấy là túi hẻo rồi đó. Lượng khách du lịch nó có tới Việt Nam thì cũng phải qua năm sau cái tiền đó nó mới bung ra nổi chứ, bây giờ là chưa. Rồi bên kia một cái căn bự chà bá luôn, không căn đó chắc 10 mét rồi thì đó, một chủ vậy chứ, một chủ á, cái căn 10 mét luôn, nhìn giống như hai căn á. Ở đây căn này thì chắc cho thuê được rồi hay gì sao đây không biết, rồi hành đổi chủ gì không biết, sửa lại luôn à. Rồi
quá trời luôn á. Trước mặt chúng ta là ngã tư Nguyễn Thượng Hiền đây, nếu quẹo tay phải là về vùng bờ ngã 6 luôn á, công trường Dân Chủ. Rồi trái thì đi ra thì Minh Khai. Rồi một căn cho thuê nữa, căn đó cũng 4 tầng luôn á, 3 tầng ha. 3 tầng 4 tầng chứ, tầng mái nữa. Rồi bên kia nữa kìa. Căn này mới sửa lại đây không biết. Đây cho thuê nữa, giờ ở trời dưới nó bị xé, nó dán thuốc trên luôn á. Rồi đây một căn cho thuê nữa, đối diện luôn văn phòng cho thuê nữa nè. Rồi cho thuê văn phòng. Rồi căn này ngay góc mà không sửa thì bịch qua quay là bích bùng luôn. Ở dưới còn cái quầy của chị đó nó giọt đi không được, làm sao không biết sao à. Thấy luôn à. Rồi bên kia căn bự trà bá nữa kìa. Bằng này bự luôn đó cả nhà ơi. Căn bự trà bá luôn. Rồi bỏ thằng tầng này cũng là sắt bắc sang bang nguyên cái tuyến đường này đó. Trần Bảo này giờ không chừa một viên khu vực nào cho đường lớn, đường nhỏ, đường to gì, trung tâm là bây giờ ngoài ô gì chỗ nào quái. Bây giờ mình đây là đường Cao Thắng, mình quẹo phải Cao Thắng, quẹo trái Cao Thắng thì nó ra nó liền với Cống Quỳnh ngay bệnh viện Từ Dũ rồi. Giờ mình quẹo tay phải, quẹo phải Cao Thắng, mình đi vô Cao Thắng con đường này coi nó như thế nào luôn. Adidas đồ đường này là về bán đồ ăn uống với thời trang đồ. Đây là ngã tư đường Nguyễn Đình Chiểu Nguyễn Đình Chiểu nào quẹo phải không được, quẹo trái thì đi ra Lý Thế Tổ rồi. Cao Thắng ngày trưa chủ nhật đó cả nhà. Liên hoan nhạc quốc tế kìa, 22-23-24 á, ở đường Nguyễn Huệ á, nó hát nhạc cả ngày á, rap về ca sĩ được từ lưa luôn. Biết đâu. Rồi đây một căn nhà cho thuê đây nữa, Cao Thắng đây. Ôi à, cái khúc này làm mới xây đây, xây hai căn mới luôn, hai căn mới xây đây không phát máy lạnh thôi. Rồi nhà mới sơn thì ngang mùi sơn thôi. Mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1 ghê à. Khuyến mãi khủng vậy. Đây là sân khấu kịch Sài Gòn à. Ủa sao rồi, ở kịch Sài Gòn rác không à.
này chắc dẹp luôn hay sao đâu không biết, trong cái quá trời rác luôn à. Kịch Sài Gòn quay trước mặt là ngã tư Điện Biên Phủ à. Điện Biên Phủ Cao Thắng quẹo phải Điện Biên Phủ thì mình đi về Hàng Xanh nè. Ở đây một cái căn bự trà bá cho thuê luôn đây nữa nè. Căn này bự rồi đó. Đối diện bên kia nữa kìa, mà bên kia hình như cho có cho người mướn rồi giờ không biết, hay là nó sửa lại không biết. Đằng này nữa. Đằng này nữa cả nhà ơi. Bên đó ấy à. Ở đây bán thời gian quá trời luôn. À, buổi trưa này chắc vắng. Đây ở trước mặt chúng ta là đường này về đây. Cao Thắng 3 tháng 2. Ở bên kia mà có tòa nhà luôn. Cho thuê luôn. Quá dữ luôn. Quá trời bự luôn à, ngay mặt tiền luôn á. Kế học viện hành chánh quốc gia, hành giải Thái Tuấn của Thái Tuấn à. Chịu không nổi dẹp. Nên tiếp tục mình đi vô Cao Thắng tiếp đây cả nhà ơi. Và mình đối diện bên kia đang cho thuê nữa. Bên tay phải này cái chung cư gì đây, Hado. Rồi, quán nhậu bự quá ha. Mà mấy quán nhậu giờ này là cũng chống dở thì với cái vụ mà đo nồng độ cồn rồi. Đợt này mấy quán nhậu là coi như là không biết sao luôn, đây tới Tết mà kiểu này là nghe nói là thành phố chỉ đạo là đo nồng độ cồn từ đây tới Tết luôn á. Ngày đêm luôn 24/24 mà. Thì bây giờ muốn á thì lại có này là nhiều khi trao cơ hội việc làm cho mấy anh rap á, mấy anh chạy xe công nghệ. Chạy tới quán bia đây nó hải sản nè, 346. Khúc này nãy giờ quá trời quán nhậu chứ bộ. Nói chung là tạo công an việc làm cho mấy anh chạy xe công nghệ. Nghe cả ba đằng trước à, nhà hàng hải sản sân vườn phi phố biển đất sét. Hai cái hai bên chứ. Cao Thắng hàng Dư Khương à. Catinat, cái nhà quán cà phê này cái view nó đó. Đó quẹo qua này là hình như ra này là gì đây không biết. Hoàng Dư Khương. Hả? Thank you.
đằng trước này Lê Hồng Phong, Lê Hồng Phong nói dài ngay chỗ Kỳ Hòa nè. Để mình ra Tô Hiến Thành thôi. Ồ, trong này thì hotel có phòng lớn 8 đến 10 người luôn. Rồi mấy cái khách sạn hotel 50-70. Wow, nên một dãy phố. Dòng nãy giờ từ Hồ Con Rùa mà giờ qua tới đây quận 10 luôn à. Rồi trước mặt là Sư Vận Hạnh luôn rồi. Hả? Ý là xuyên ra đây Sư Vận Hạnh luôn rồi nè. Wow, chắc Sư Vận Hạnh quá. Đúng rồi. Rồi ngay góc rồi một cái căn nhà cho thuê nữa. Wow, đây nè. Hai căn liên tiếp luôn thấy không? Rồi đây cũng khúc này cũng ấy bộ sầm uất cái bộ. Quá trời cơ sở luôn ha. Buôn bán quá trời luôn mà không biết. Ồ, cái này là khu bia, chiêu bia, ăn nhậu. Nhiều giải ăn nhậu. Đây, trước mặt chúng ta là bệnh viện 115 rồi. Bệnh viện 115 đây. Bên tay phải là khu chẩn đoán kỹ thuật cao. Bên tay phải là trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. Đoạn này chắc lâu lắm rồi. Cái này chắc để lâu lắm rồi. Dơ quá trời ghét luôn. Bên tay trái là bệnh viện quận 10. Bệnh viện quận 10 mà nó kế bệnh viện 115 thì ế nhẹ luôn. Rồi bên tay phải là cho thuê mà thấy xé bản à, không biết ấy không biết. Rồi đây nguyên một cái dãy luôn nè. Này lúc trước nó bán nội đồ nội thất rồi. Rồi bên đây là cooler. Cooler. Cooler là của nước ngoài mà, của Đức rồi. Rồi nguyên dãy tới thầy đó hết khúc đó luôn á. Ở đây nó kêu là phố sức khỏe nè, quận 10 nè. Đó, phố sức khỏe đó. À, trung tâm thương mại miền Đông á. Đây mình quẹo phải qua Tô Hiến Thành, rồi quẹo trái thì mình đi ra lại Lý Tô Hiến Thành, ra Lý Thường Kiệt, rồi quẹo phải chạy thôi. À bên tay trái bên kia một căn nhà cho thuê. Tính ra ở đâu cũng có hết nè, ở đâu cũng bị hết chứ đâu phải đâu cũng bị trả mặt bằng hết rồi. Ít hay nhiều thôi chứ còn thấy là ảnh hưởng hết toàn thành phố luôn. Và tình hình như vậy là Tết này ăn Tết xong là một lượng người rất là lớn họ không quay lại thành phố Hồ Chí Minh nữa.
thì kiếm cái gì có việc làm, chừng nào mà kinh tế hồi phục thì hên xui hy vọng là sẽ thu hút lại. Chứ còn mà cứ kinh tế mà nó như thế này, nó không có sự bứt phá mạnh, nó phải thiệt bứt phá mạnh lên kìa nó mới kéo lại thôi. Ở đây nguyên cái bên tay phải này, cho thuê luôn. Nó phải có cái sự bứt phá nó mới tạo cái cú hiếp chứ, còn bây giờ vẫn chưa có cú hiếp. Bây giờ nó có thể là đang hồi phục đó, nhưng mà nó hồi phục rất là chậm. Thì đó, nhưng mà nhiều cái nó gộp vô nữa. Bên tay trái một cái mặt bằng cho thuê Mijon hả, thẩm mỹ viện quốc tế dẹp luôn à, thẩm mỹ viện kiểu hỏi. Bên tay phải đây nữa, nhà thờ Hòa Hưng à, nhà thờ Hòa Hưng. Ở nhà thờ này nó không trang trí Noel luôn ta ơi. Trời, con trí được có một ngôi sao à. Lúc trước hay làm hang đá đồ lắm mà bây giờ ấy luôn rồi. Giờ này chưa chuẩn bị gì cho Noel hết. Mấy nhà thờ nào cũng làm hang đá, làm mấy làm này làm kia hết trơn á. Ở đây cuối tôi tiến hành ở bên kia chợ chợ Chí Hòa. Tại gần đây là có khám Chí Hòa đó. Chợ Chí Hòa giờ này thôi chứ nó xuống cấp chậm chậm rồi. Cái buôn bán ở trong đó bây giờ mình chưa vô, mình chưa nói, nhưng nghe nói chợ truyền thống bây giờ chắc nó có thể nó rơi vô tình hình chung của chợ truyền thống rồi. Bên tay phải đây cho thuê bàn ghế chén dĩa chứ không phải mặt bằng. Mình cứ chỉ cho thuê mặt bằng nữa thôi, không cho thuê một đồng mặt bằng là mừng rồi. Ở đây là trước mặt chúng ta là ngã ba cách mạng 8 đây, quẹo phải công ban 8 thì đi về công trường Dân Chủ, quẹo trái thì đi lên đi về Bảy Hiền rồi. Thôi video mình xin kết thúc ở đây nha. Cả nhà nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ video để ủng hộ nha. Bây giờ mình quẹo tay trái Bảy Hiền để mình đi về đây. Rồi, bye bye, see you again.